Quyển 6, 7, thứ 12, tu sở thành tuệ địa. Như vậy đã thuyết quyết trạch từ sở thành tuệ địa. Này ta sẽ thuyết tu sở thành tuệ địa. Nên biết lược có 16 chủng tu. Một, tu tác ý tương ứng thành văn thừa. Hai, tu tác ý tương ứng đại thừa. Ba, tu ảnh tượng. Bốn, tu biên tế của sự. Năm, tu việc làm thành tựu. Sáu, tu đắc. Bảy, tu tập. Tám, tu trừ bỏ. Chín, tu đối trị. 10, tu phần ít. 11, tu biến hành. 12, tu động chuyển. 13, tu có gia hạnh. 14, tu đã thành tựu. 15, tu pháp không thành tựu việc tu. 16, tu pháp thành tựu việc tu. Sao gọi là tu tác ý tương ứng thanh văn địa? Như có người là thanh văn, chỗ pháp tánh thanh văn, nhưng chưa chứng nhập chánh tánh ly sanh, hoặc đã chứng nhập chánh tánh ly sanh, không quán việc lợi ích người, chỉ quán việc tự lợi ích mình. Do tác ý muôn ản lập đế, bên trong quán trần như, duyên pháp có lượng có phân biệt làm cảnh, tận trời sở hữu tham ái, tu tập tác ý, hành tướng nhàm chán xa lìa, dục giải thoát, đây gọi là tu tác ý tương ứng thanh văn thừa. Sao gọi là tu tác ý tương ứng đại thừa? Như có người là Bồ Tát, chỗ pháp tánh Bồ Tát, hoặc chưa chứng nhập chánh tánh ly sanh, hoặc đã chứng nhập chánh tánh ly sanh, quán các việc lợi mình lợi người, do tác ý môn ản lập phi ản lập đế, nội quán chân như, duyên pháp vô lượng, vô phân biệt làm cảnh, vì lực đại bi tăng thượng nên tận trừ sở hữu tham ái của mình người, tu tập tác ý hành tướng phương tiện nhiếp thọ các việc lợi ích hữu tình, và do hành tướng nhân duyên hướng đến dấu tích vô thượng, đây gọi là tu tác ý tương ứng đại thừa. Sao gọi là tu ảnh tượng? Hoặc vì tác ý tư duy ở nơi ảnh tượng đồng phận sự việc sở tri, sở hành tam ma địa thuộc phẩm tỳ bác xá na có phân biệt, hoặc vì tác ý tư duy ở nơi ảnh tượng đồng phận sự việc sở tri, sở hành tam ma địa thuộc phẩm sa ma tha không phân biệt, tu các sở hữu như vậy gọi là tu ảnh tượng. Sao gọi là tu biên tế của sự hoặc tác ý tư duy pháp quá khứ vị lai hiện tại nội ngoại thô tế hạ liệt thắng diệu gần xa hoặc tác ý tư duy chân như? Như vậy tu các sở hữu hoặc tận tánh sở hữu hoặc như tánh sở hữu gọi là tu biên tế của sự. Sao gọi là tu việc làm thành tựu? Đã chứng nhập tịnh lự căn bản tu các sở hữu hoặc các đẳng trí hoặc định thế gian hoặc định xuất thế gian gọi là tu việc làm thành tựu. Sao gọi là tu đắc? Như có người nương sở tịnh lự hoặc tu tưởng vô thường cho đến hoặc tu tưởng chết, người kia tu sở hữu tưởng không hiện tiền khác hoặc nhiếp thuộc tự địa hoặc nhiếp thuộc địa dưới và dẫn phát các công đức khác hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, đều năng tu tập như vậy khiến lạc thanh tịnh sanh khởi, tăng trưởng sung mãn ở nơi kia thu được thành tựu tự tại, đây gọi là tu đắc. Sao gọi là tu tập? Như có người tác ý tư duy các tưởng thiện như vô thường hoặc đều hiện hành tu tập các thiện pháp, đây gọi là tu tập. Sao gọi là tu trừ bỏ? Như có người do tác ý tư duy các tướng ảnh tượng sở hành tam ma địa, như dùng trí tiết phương tiện để trừ khiển trí tiết lưu xuất, xả bỏ tự tánh các tướng. Lại như có người dùng trí tiết vi tế để trừ khiển trí tiết thô kiệt, người tu hành như vậy lấy thân khinh an để trừ bỏ thân thô trọng, còn lại như trước đã nói, đây gọi là tu trừ bỏ. Sao gọi là tu đối trị? Các sở hữu tu tập tác ý tư duy hoặc đối trị yểm họa, hoặc đối trị đoạn, hoặc đối trị trì, hoặc đối trị phần xa gọi là tu đối trị. Trong đây đối trị yểm họa là tất cả thiện đạo thế gian, ngoại trừ tác ý được dẫn bởi các vô lượng và tác ý được dẫn bởi hành giả du hí thần thông. Đối trị đoạn, tác ý duyên chân như làm cảnh. Đối trị trì từ đây về sau, hoặc đắc đạo thế xuất thế, hoặc đạo giải thoát, đối trị phần xa. Đã đoạn phiền não rồi, lại nhiều tu tập ở nơi đạo đối trị, hoặc nhiều tu tập các đạo thuộc địa cao hơn. Lại có cách giải thích khác, đó là đạo văn tư tu gọi là đối trị yểm hoạn, đạo xuất thế gian gọi là đối trị đoạn, quả chuyển y đây gọi là đối trị trì, tu đạo thế gian gọi là đối trị phần xa. Sao gọi là tu phần ít? Là các sở hữu tu tập do tác ý tư duy, một trong số các thể pháp như tưởng vô thường, như vậy gọi là tu phần ít. Sao gọi là tu biến hành? Là các sở hữu tu tập do đối với các pháp tác ý tư duy một vị chân như, đây gọi là tu biến hành. Sao gọi là tu động chuyển? Khi tu phương tiện ở nơi tu vô tướng, thời thời tu có khoảng hở xen lẫn gọi là tu động chuyển. Sao gọi là tu có gia hạnh? Khi tu phương tiện ở nơi kia, do tu có gia hạnh gián đoạn xen lẫn gọi là tu có gia hạnh. Sao gọi là tu đã thành tựu? Là các sở hữu tu tập hoặc thanh văn thừa, hoặc độc giác thừa, hoặc đại thừa, đã đắc tất cả sở hữu chuyển y,
và được tự tại ở nơi tất cả các pháp gọi là tu đã thành tựu. Sao gọi là tu pháp không thành tựu việc tu ở nơi bất định địa mà tu tập sở hữu thiện pháp như thế giới gọi là tu pháp không thành tựu tu? Sao gọi là tu pháp thành tựu việc tu ở nơi định địa mà tu tập các thiện pháp gọi là pháp tu thành tựu do tu? Trong địa đầy văn quyết trạch còn lại không hiển nói thêm. Thứ 13 thành phần địa phần 1. Như vậy đã thuyết quyết trạch tu sở thành tuệ địa, này ta sẽ thuyết quyết trạch thành phần địa. Như trong phần bản địa đã thuyết thì Bồ Đạt Giả La trụ không trùng tánh gọi là rốt ráo không pháp bát niết bàn. Trong đây có người sanh tâm nghi hoặc, làm sao mà có rốt ráo không pháp bát niết bàn, nên hỏi kia rằng ông muốn thế nào? Các loại hữu tình, trùng trùng giới tánh, vô lượng giới tánh, có giới tánh hạ liệt, có giới tánh thắng diệu, là có chăng, là không chăng? Nếu nói có mà không có Bồ Đạt Giả La rốt ráo không pháp bát niết bàn thì không đúng đạo lý. Nếu nói không thì như trong kể nói, các loại hữu tình có trùng trùng giới tánh cho đến có giới tánh thắng diệu không đúng đạo lý. Nói như vậy rồi kia lại vấn nạn. Như loại hữu tình tuy có trùng trùng giới tánh cho đến giới tánh thắng diệu mà hữu tình không hữu không cần. Như vậy hữu tình không pháp bát niết bàn cứ sao chẳng thế, hoặc nên chấp nhận có hữu tình không cần. Nên hỏi kia rằng, ông muốn thế nào các kẻ không cần là hữu tình hay phi hữu tình? Nếu là hữu tình thì vật bên ngoài không cần, lẽ cũng là hữu tình, điều này không đúng đạo lý. Nếu phi hữu tình thì nói gì đến chuyện có kẻ không tin hữu tình không căn, điều này cũng không đúng đạo lý. Nói như vậy rồi kia lại vấn nạn rằng, như đã làm sát đế lợi và có lúc làm bà la môn phệ xá thủ đà la, như vậy cho đến đã làm thủ đà la và có lúc làm sát đế lợi hoặc làm chúng sanh ở địa ngục, lại có lúc làm trời, cho đến đã làm trời rồi hoặc có lúc cho đến làm chúng sanh ở địa ngục, như vậy cớ sao không có lúc làm không pháp bát niết bàn rồi, hoặc có lúc lại làm có pháp bát niết bàn? Nên hỏi kia rằng, ông muốn thế nào những người sát đế lợi cho đến thủ đà la và chúng sanh địa ngục cho đến chư thiên cõi trời, là có tất cả các thế giới ấy hay chỉ có một thế giới hít chăng? Nếu có tất cả thế giới, ví dụ không tương tự nên không phải đạo lý. Nếu chỉ có một thế giới, vậy có người trước làm sát đế lợi, hoặc có lúc cho đến làm thủ đà la, trước làm chúng sanh ở địa ngục, hoặc có lúc cho đến làm trời thì không đúng đạo lý. Nói như vậy rồi kia lại vấn nạn rằng, như sát đế lợi đủ tất cả thế giới, vậy thì kẻ không pháp bát niết bàn cớ sao không có pháp bát niết bàn giới? Nên hỏi kia rằng, ông muốn thế nào các kẻ không pháp niết bàn giới và những người có pháp niết bàn giới? Hai thế giới đây là trái nhau hay là không trái nhau? Nếu trái nhau thì kẻ không có pháp bát niết bàn cớ sao chẳng có pháp bát niết bàn giới? Cho nên đây không đúng đạo lý. Nếu không trái nhau, tức là Bồ Đạt Giả La đây không pháp bát niết bàn cũng là kẻ có pháp bát niết bàn thì không đúng đạo lý. Nói như vậy rồi kia lại vấn nạn. Như hiện thấy có vùng đất một thời không trùng tánh vàng, hoặc một thời có trùng tánh vàng, có thời không trùng tánh mà ni chân châu là bối, hoặc một thời lại có trùng tánh kia, có thời không trùng tánh muối, hoặc một thời có trùng tánh kia, có thời không trùng tánh trùng trùng tướng giới, hoặc có một thời có trùng tánh kia. Như vậy trước không trùng tánh pháp bát niết bàn cớ sao chẳng có một thời có trùng tánh pháp bát niết bàn? Nên hỏi kia rằng, ông muốn thế nào như vùng đất trước không có trùng tánh kia, về sau lại có trùng tánh kia, hoặc trước có trùng tánh kia, về sau không có trùng tánh kia? Vậy là trước có trùng tánh quyết định thành văn, về sau không trùng tánh đây, cho đến trước có trùng tánh quyết định đại thừa, về sau không có trùng tánh đây, hoặc trước không có trùng tánh quyết định, về sau có trùng tánh quyết định ư? Nếu ông nói thế thì thiện căn thuận phần giải thoát, lẽ ứng với không có kết quả. Lại nếu vậy thì lập trùng tánh quyết định không đúng đạo lý. Nếu chẳng vậy thì như ông nói, kẻ không pháp bát niết bàn trước trụ trùng tánh rồi, về sau trụ có trùng tánh như ở vùng đất ấy, hoặc có kẻ, hoặc kẻ có pháp bát niết bàn trước trụ có trùng tánh rồi, về sau trụ không trùng tánh như ở địa phương ấy thì không đúng đạo lý. Lại nên hỏi kia rằng, ông muốn thế nào kẻ không pháp bát niết bàn trụ giới hạ liệt? Như vậy an trụ trong giới hạ liệt, tại đây sanh chuyển thành pháp bát niết bàn hay là về sau sanh? Nếu tại đây sanh, ý ông thế nào? Người kia gặp Phật Pháp Tăng rồi ở hiện pháp là năng phát khởi thiện căn thuận phần giải thoát hay không năng khởi? Nếu nói năng phát khởi thì kia gặp Phật Pháp Tăng rồi ở hiện pháp năng khởi thiện căn thuận phần giải thoát,
mà nói người kia không phát bát niết bàn thì không đúng đạo lý. Nếu nói không năng khởi thì người kia gặp Phật pháp tăng rồi, và trong hiện pháp không năng sanh khởi thiện căn thuận phần giải thoát mà nói chuyển thành pháp bát niết bàn thì không đúng đạo lý. Nếu nói rằng về đời sau sanh mới thành pháp bát niết bàn, ý ông thế nào? Vì kia trước tích tập căn lành nên là sanh đời sau gặp Phật pháp tăng năng khởi thiện căn thuận phần giải thoát, hay trước chẳng tích tập thiện căn? Nếu nói trước tích tập thiện căn, tức kia ở đời sanh đầy gặp Phật pháp tăng năng khởi thiện căn, mà nói đời sanh sau mới thành pháp bát niết bàn thì không đúng đạo lý. Lại lẽ như nhân kia ứng với không có kết quả, nếu nói trước không tích tập thiện căn, vậy thì trước sau giống nhau đều chưa tích tập thiện căn, mà nói đời sau sanh đời sanh sau mới thành pháp bát niết bàn, chẳng phải đời sanh đây thì không đúng đạo lý. Lại nữa, được có 10 chủng thanh văn, những gì là 10? 1. Thanh văn thanh tịnh giới. 2. Thanh văn đã gặp duyên. 3. Thanh văn sanh thế giới tạp nhiễm. 4. Thanh văn sanh thế giới thanh tịnh. 5. Thanh văn sanh thời mạt pháp. 6. Thanh văn sanh thời hiện hiền thiện. 7. Thanh văn chưa được nhãn. 8. Thanh văn đã được nhãn. 9. Thanh văn thanh tịnh nhãn. 10. Thanh văn cực thanh tịnh nhãn. Hoặc có người an trụ chủng tánh thanh văn thuộc chủng thanh văn thanh tịnh giới, hoặc người đã nhập pháp thuộc chủng thanh văn đã gặp duyên, hoặc có thanh văn sanh trong thế giới có nhiều thứ khổ nằm trược, chỗ gọi là thọ trược cho đến hữu tình trược. Đây gọi là thanh văn sanh thế giới tạp nhiễm, trái với tướng đây nên biết tức là thanh văn sanh thế giới thanh tịnh. Làm sao có thể biết tướng của các thanh văn sanh thải mạt pháp? Đó là ở đường lai có các thanh văn sanh thải mạt pháp, phần nhiều quý trọng lợi dưỡng cung kính, quen đường trái nghịch diệu pháp, các tham khỏe si và pháp bất chánh tăng trưởng mạnh mẽ, tâm bị trói buộc quấy nhiễu bởi các tùy phiền não như kèo lẫn gành ghét, từ kèo lẫn nơi ở, kèo lẫn nhà cửa, kèo lẫn lợi dưỡng, kèo lẫn sự cúng kính, kèo lẫn dành cho đến kèo lẫn pháp, không gì không đầy đủ, xiểm cuống kiều trá, hằng hiện tại tiền, nói rộng cho đến vì nuôi mạng sống mà cầu xuất gia, chẳng phải thì cầu niết bàn. Nhiều các trạo động cao cử, khinh tháo, ngang ngược, ngạo mạn, giải đãi, quên mất chánh niệm, tâm chẳng định tĩnh, nhiều các mê lạn, càn tánh tối tăm thấp hèn, nhiều các phiền não hiện hành không gián đoạn, ưu khổ tùy nhiều mà không sanh nhàm chán hoạn hoạn, vui thích nơi có nhiều chúng tụ tập, xa lìa nơi à làm nhã, xa lìa chỗ nằm ngồi nơi vắng vẻ, đến nhập trong chúng ổn náo, tập gần thôn xóm nơi có nhiều vật dụng nuôi thân, liền sanh vui thích. Như vậy cho đến vui thích nói cười, vui thích chúng huyền náo, vui thích tạp loạn, xấu xa, tự đề cao phóng dật, chẳng thể khéo tu thần giới tầm tọa. Đối với sở thuyết thảm sâu của chư Phật Thế Tôn và sở hữu kinh điển tương ưng tánh không tùy thuận duyên khởi của tánh duyên thải đều xả bỏ, đối với những việc thông huệ thế gian tạo làm đọc tụng, trang sức ngôn từ bóng bẩy văn trường hòa mỹ thuận theo sách luận thế tục, thì cung kính thọ trì sanh sâu vui thích. Đối với từ tạo chánh pháp, chẳng phải chánh pháp mà sanh vọng tưởng cho là pháp. Đối với chánh pháp sanh khởi tưởng là phi pháp. Lại vô thích hiển thị tuyên thuyết khai thị những điều trên, thì báng chánh pháp và tỷ nại gia. Lại đối với người thuyết chánh pháp và tỷ nại gia sanh tưởng như kẻ oán, vi phạm nhiều giới tập theo các pháp ác, bên trong thật hư bại mà ngoài hiện tướng hiển thiện, nói rộng cho đến thật chẳng phải phạm hạnh mà tự xưng phạm hạnh. Đối với hai thiên tội trọng hữu dư và vô dư vẫn còn sanh khởi suy nghĩ hiện hành hủy phạm, hà huống đối với thiên tội khinh và tội chung đã hủy phạm rồi, phần nhiều không như pháp phát lồ đối trị, hoặc chỉ khi bị người biết mới hành phát lồ, chẳng phải vì thật ý vui lại muốn kết thân với các gia chủ và nhà thí vật thực ở nơi những người tại gia tạo tác hành vi năng dẫn vô nghĩa, nhiều sự nhiều nghiệp với thích kinh doanh gây tạo. Đối với các tại gia bạch y phải nhiều thân ái tôn trọng cung kính nhớ nghĩ nơi lòng, chẳng phải đối với người đồng pháp tu phạm hạnh an trụ nhiều vui thích, rồi trái hiện tướng oai nghi khởi pháp tả mạng triển chuyển lần quẩn mưu tính trong tâm, hàm thích gây tạo vô số việc đấu tranh kiện tụng ly gián, nhiều vui tích chứa sản nghiệp vay mượn cách thức trên để tồn tại lấy làm thủ thắng. Phàm có độ người xuất gia thọ giới tất cả đều lấy tầm nhiệm ô vì muốn lợi dưỡng cung kính, nhưng lại dối nói vì nhân duyên lần mẫn mà độ người xuất gia thọ cụ túc giới. Việc nuôi dưỡng đệ tử cộng trụ, đệ tử cận trụ chỉ vì thường mong được cấp dưỡng thuận theo tâm của kẻ kia mà chuyển.
Tuy kẻ kia chậm chạp mà ý sanh sâu, yêu mến nhớ nghĩ, ý vui thích nhất thọ. Người khác tuy không chậm chạp mà lại không sanh sâu yêu mến nhớ nghĩ nhất thọ. Nếu thấy Bí Xô có nhiều quyến thuộc, thu được nhiều lợi dưỡng y phục, liền tôn trọng cung kính cúng dường. Nếu thấy Bí Xô ít quyến thuộc, tùy thiểu dục có đầy đủ công đức, lại sanh khinh miệt mà không nhớ nghĩ. Vật thực thọ nhận của tăng và nhận riêng của người đều không biết hổ thẹn, ưa nhiếp hủy phạm giới, vui kết bè đảng, tính xấu nhỏ nhen hoặc lại thái quá. Phàm nếu nghe thọ đều vì nhân duyên được khen gọi ca tụng, hoặc vì lợi dưỡng cung kính, chẳng vì tự điều phục thân tâm. Tất cả các loại pháp tạp nhiễm như vậy, phải đều thành tựu đầy đủ. Thời mạt pháp là khi bậc đại sư bát niết bàn, về sau thánh giáo bị ẩn mất. Bây giờ các đệ tử thành văn như thế, khi thần hoại mạng chung, phần nhiều đoạn đường ác sanh vào địa ngục. Nếu có người thành tựu pháp không nhiễm ô trái với tướng trên, nên biết gọi là thành văn sanh thời hiển thiện. Thành văn kia ở thời Như Lai xuất thế đầu tiên, thời Ung Nhọc chưa sanh, thời đại sư hiện tiền, có một phần về sau bát niết bàn, phần nhiều khi thân ngoại mạng chung sanh trở lại đường thiện, vãng sanh vui trong thế giới cõi trời. Hoặc các dị sanh thành văn gọi là chưa được nhãn, hoặc các bậc dự lưu nhất lai bất hoàn gọi là đã được nhãn, hoặc bậc A-la-hán tuệ giải thoát gọi là thành tịnh nhãn, hoặc bậc đầy đủ tam minh, đủ phần giải thoát gọi là cực thành tịnh nhãn. Lại nữa, hoặc có thành văn tùy ở hiện pháp như chỗ thích hợp tinh tấn mạnh mẽ, nhưng chẳng thể chứng thắng pháp vượt hơn người, hoặc có thành phần ở hiện pháp có lực năng đắc thắng pháp vượt hơn người, chứng quả sa môn, nếu phóng dật thì chẳng thể chứng. Lại nữa, này sẽ giải thích các cú khác nhau trong kinh Nguyệt Dụ, đầy đủ giới, đầy đủ đức, nhu hòa thiện pháp, đó là trọng thành phần lược có bốn chủng pháp tịnh diệu. Khi các hữu tình gặp được vị đó, sẽ khiến thần ngữ ý sành vô lượng phước. Những gì là bốn, một trụ đầy đủ giới, thọ trì biệt giải thoát luật nghi như kinh rộng thuyết. Hai, ít muốn vui đủ, nói rộng cho đến vĩnh viễn tận các lậu, đặc chứng được sự khen ngợi tán thán tốt đẹp. Ba, nhu hòa dễ cùng cộng chú, không nhiễu não người có trí độc phạm hạnh, khiến các bí xô vui thích cùng cộng chú, lại thành tựu đầy đủ bốn chứng tịnh. Bốn, không đam mê lợi dưỡng, không đám trước cùng kính, lần mẫn đối với người khéo phát lộ các ác, che giấu điều thiện của mình, tuy thật có chủng chủng công đức cũng không muốn người biết đến. Lại nữa, nếu có thành phần muốn đến nhà người, trước phải đoạn trừ ba tùy phiền não rồi sau mới đến. Những gì là ba? Một, tùy phiền não kết thân hữu với nhà người. Hai, tùy phiền não kéo lẫn đối với nhà người. Ba, tùy phiền não có tâm nhiễm mà hành pháp thí. Trong đây thành phần nương sáu chủng tướng nên đoạn tùy phiền não kết thân hữu rồi mới đến nhà người. Đó là lâu lâu mới đến, chẳng nên thường xuyên đến. Đối với việc khả ái, nếu chẳng như lý chấp thủ tướng, vừa sanh tham ái tức liền hổ thẹn, chẳng dùng miệng nói lời hung bạo buông thả tà hạnh để truy cầu y phục vật dụng. Thần khéo tự kín đáo, khéo tự thủ hộ, không dùng thần xúc chạm chỗ chẳng nên xúc, không ngồi ở chỗ chẳng nên ngồi, không ăn chỗ chẳng nên ăn, không uống chỗ chẳng nên uống, không thọ chỗ chẳng nên thọ. Lại dùng tâm tùy thuận hạnh xa lìa, tâm hướng đến hạnh xa lìa, tâm gần gũi hạnh xa lìa, và tầm từ các thiện. Đối với nhà không tịnh tín thì năng khiến tịnh tín, giống như núi cao khó trèo lên đến đỉnh. Đối với nhà tịnh tín thì năng khiến tăng trưởng gấp bội, giống như lội trong ao suối thành tịnh trong sạch. Lại nương sáu tướng nên đoạn tùy phiền não kéo lẫn đối với nhà người rồi mới đến nhà người. Đó là khi đến nhà người, đối với công việc của hữu tình không nhiễm không đắm. Như đối với việc của hữu tình thì đối với việc lợi dưỡng, việc cung kính cũng vậy. Lại không được lợi dưỡng thì không sanh ưu khổ. Như đối với sự việc không lợi dưỡng thì việc không cung kính cũng vậy. Lại tâm bình đẳng đối với lợi dưỡng của mình, của người. Tức là đối với sở hữu lợi dưỡng cung kính mình có được, không tự khen ngợi. Đối với sở hữu lợi dưỡng cung kính mà người có được, chọn không chê bài. Lại nương sáu tướng nên đoạn tùy phiền não tâm có nhiễm mà hành pháp thí rồi mới đến nhà người. Đó là không mong cầu người sanh tịnh tín đối với mình. Lại ở nơi pháp xuất ly như thật rõ biết. Lại đối với người phải phát khởi bao trùng ý lạc thuần thiện. Những gì là ba? Một, về dẫn pháp lạc, về khiển trừ khổ. Hai, về cung kính nghe thọ, tuệ pháp, hành pháp được lợi ích thủ thắng lớn. Ba, người bị khổ não bởi khổ của sanh khiến họ thoát khổ. Nếu người đã giải thoát khổ, tức ở nơi tất cả pháp, pháp tánh, diệu thiện làm duyên,
và nơi chánh pháp như trong tạng kinh luật luận, vì họ tuyên thuyết khiến thọ trì đọc tụng và khiến chánh pháp kiểu trụ, nên biết vì đoạn tùy phiền não ban đầu không tùy tiện tạp chú lấy làm rốt ráo. Vì đoạn tùy phiền não thứ hai chân chánh thọ dụng tài vật lấy làm rốt ráo. Vì đoạn tùy phiền não thứ ba chân chánh thọ dụng pháp lấy làm rốt ráo. Lại nữa, này sẽ giải thích kinh phạt địa ca. Nếu có thành phần muốn có phương tiện thiện xảo ở nơi nhiễm tịnh, được có ba điều cần phải rõ biết. Một là ở trong chỗ lương tạp nhiễm thành tịnh, do thân sở y tạp nhiễm thành tịnh. Hai là ở trong tạp nhiễm do tạp nhiễm. Ba là ở trong thành tịnh do thành tịnh. Sao gọi là do thân sở y tạp nhiễm thanh tịnh? Đó là khởi tầm từ thân đây có sắc thô trọng. Như kinh rộng thuyết, chỉ có kẻ ngu không có trí huệ, thu hướng vô minh thì có thân sở y tạp nhiễm. Chỉ có người thông minh có trí huệ rộng lớn, thu hướng minh mới có thân sở y thanh tịnh. Sao gọi là tạp nhiễm? Đó là khởi tầm từ các ngu phù vì dục mà tạo tác nghiệp tịnh bất tịnh. Trước tầm tư rồi, sau dùng thân ngữ gây tạo nghiệp tịnh bất tịnh. Do nhân duyên đây sanh tử trong năm đường, khiến sanh tự thể cảm ái phi ái, có não không não. Sao gọi là thanh tịnh? Là hai chủng học tối cực thủ thắng thuộc phẩm thanh tịnh. Học thứ nhất, trí chân như làm chỗ nương mà năng có tạo tác. Học thứ hai, đều liền hệ buộc của phiền não. Lại được có năm nhân hiển thị thanh tịnh đây. Những gì là năm? Một, bậc chánh thuyết. Hai, bậc chánh hạnh. Ba, chánh hành. Bốn, đoạn trừ tùy phiền não sở trị của tăng thượng tâm học. Năm, đoạn trừ tùy phiền não sở trị của tăng thượng tuệ học. Trong đây Như Lai là bậc chánh thuyết, thành phần căn thành thục là bậc chánh hạnh, cũng gọi là bậc thông tuệ, nhiếp thuộc trí đế gọi là chánh hành. Căn cứ vào nghĩa năng đoạn phiền não là đối trị không gì vượt trên. Lừa có năm pháp gọi là tùy phiền não sở trị của tăng thượng tâm. Một, ở chốn xa lìa, chỗ có các cái. Hai, ở nơi sự dạy bảo, dạy trao, không khảm nhẫn, chỗ có phẫn não. Ba, ở nơi lợi dưỡng cùng kính, chỗ có keo lẫn, tật đố, sanh tham trước sâu. Bốn, ở nơi cảnh giới đã thọ dụng trước kia, phát khởi tà niệm. Năm, ở nơi thuận theo xả bỏ các học xứ, có phân biệt tham ái. Được có ba pháp gọi là tùy phiền não sở trị của tăng thượng tuệ. Một, ở nơi môn lý thế tục, chỗ có vô minh không rõ nghĩa pháp. Hai, các dị sanh đã rõ nghĩa pháp mà ở trong các đế, chỗ có do dự, nghi hoặc chừa đoạn. Ba, các hữu học đã kiến đế tích, ở trong tu đạo nhập lấy tuệ, chỗ có ngã mạn sở đối trị. Do ở nơi các tùy phiền não như vậy vĩnh viễn đoạn diệt, nên biết chứng đắc tối thiện thanh tịnh tăng thượng tầm học, tăng thượng tuệ học, quả A-la-hán. A-la-hán đây gọi là tối cực thanh tịnh. Lại nữa, các chúng thành văn ở nơi thân sở y tạp nhiễm thanh tịnh đây, được do ba tướng nên biết, nên khắp biết rõ. Một, do tự tánh. Hai, do nhân duyên. Ba, do quá họa. Do tự tánh, sở hữu tự tánh thần người đây được hiện bày bởi ba chủng tướng. Do có sắc, tức là hiển tất cả cậu tướng khác của thân. Do thô trọng, tức là hiển tự tướng của thân mỗi mỗi riêng biệt. Do không thành tịnh, tức là hiển tướng không đồng phận với thần trời. Do nhân duyên lược có ba chủng, tất cả nhân duyên cộng tướng của thân, tức là tự tướng bốn đại chủng riêng biệt. Nhân duyên thần người lại có hai chủng. Một, nhân duyên chưa sanh khiến sanh, chỗ gọi là bất tịnh của cha mẹ hòa hợp. Hai, nhân duyên đã sanh khiến tồn tại, chỗ gọi là do sự nuôi dưỡng của cháo cơm. Do quá họa lại có hai chủng là tánh vô thường và tánh khổ. Hoặc khi lạnh, vì trị khổ lạnh, phải tìm cầu và giữ ấm lấy làm đối trị. Hoặc với khi nóng, thì trị khổ nóng bức, phải cầu tắm gội lấy làm đối trị. Hoặc khi hành nghiệp đi đường khiến mệt nhọc, vì đối trị khổ mệt nhọc, phải cầu xoa bóp lấy làm đối trị. Nên biết hết thảy loại đây gọi là tánh khổ. Sự xúc chạm đối ngại của nắm tay khối cục gậy trượng là pháp phá hoại. Là sự xúc chạm đối ngại của dao là pháp đoạn hạ. Lúc chết rồi, thân kia hoặc chôn dưới đất hoặc thiêu bằng lửa, hoặc bị ăn nuốt bởi trùng trùng bàng xanh và các trùng khác, hoặc thân kia bị gió nắng nên xương khô lộ ra. Tất cả đều là pháp tánh tàn giã hoại diệt. Nên biết loại đây là tánh vô thường, chưa gặp gỡ mà nay triệt để gọi là ly tán. Tàn rồi biến hoại, rốt sau đều tiêu sạch, gọi là diệt mất. Lại nữa, nhân sở duyên tư duy, như thuyết gọi là soi chiếu khắp tất cả, không có tên gọi nào vượt hơn. Do đây gọi là pháp số 1, vì đây được tùy tự tại mà hành. Điều này có nghĩa gì? Tức là nếu được thuyết về quán sát nhân thành tịnh, về quán sát tự tướng, về quán sát nhân tạp nhiễm,
lại vì hiển thị bộ đặc giả là vô ngã và pháp vô ngã. Trong đây hiển thị bộ đặc giả là vô ngã, tức là khéo rõ biết bốn vô sắc uẩn, năng đoạn tất cả tự tướng cảnh giới, cho nên gọi là năng soi chiếu tất cả. Hiển thị pháp vô ngã, tức là khéo rõ biết tự tánh, biến kế, sở chấp, khéo rõ biết danh ngôn thế tục, năng trời tất cả tướng sở nhi của kia, cho nên gọi là năng soi chiếu tất cả. Nếu vượt qua bốn vô sắc uẩn như vậy, thì các tướng sự ngã quyết định chẳng thể có được. Nếu vượt qua danh ngôn thế tục, biến kế, sở chấp, thì tướng sự tự tánh cũng chẳng thể có được. Nếu ở nơi hai điều đây không khéo rõ biết, thì tất cả tự tướng cảnh giới và các tạp nhiễm liền sanh khởi tùy chuyển. Vì tất cả cảnh tướng của các tạp nhiễm đều do lực tăng thượng kia mà được sanh vậy, không phải không nhân. Lại Phật Thế Tôn nương đây mật ý thuyết là như vậy. Vì chấp tự tánh pháp nên chấp tánh ngã mà sanh khởi, giác được đây nên giác được kia, do giác nên hoàn diệt. Lại nữa, Thế Tôn vì các thành văn đã thuyết bốn thánh đế để tịnh sở duyên cảnh giới phiền não, đó là khổ đế như trước đã thuyết. Hỏi, nếu tướng chân thật không điên đạo là tướng đế, thì các kiến ngoại đạo, các tà thắng giải, các tà luận là không chân không thật, đều là điên đạo, cớ sao lại nhiếp thuộc đế? Nếu không nhiếp, kia lẽ chẳng nên cảm hậu hữu đường lai, cho nên chẳng phải nhân khổ. Đáp, tuy chẳng phải chân thật, cũng là điên đạo, nhưng nó là nhiếp thuộc hai đế khổ và tập. Vì cớ sao, tuy kia đều nhiếp thuộc tà tánh, nhưng tánh tướng tà đây đều không điên đảo, là chân là thật, vì là tánh khổ, vì là nhân khổ. Lại do hai tướng nên hiển nghĩa vô thường. Một, nương tướng đạo lý đại thừa, hai, nương tướng đạo lý thành văn thừa. Đó là nghĩa chẳng phải có và nghĩa tướng hoại diệt. Do hai chủng tướng hiển thị nghĩa khổ, một, nghĩa chấp tập khí thổ trọng chẳng phải có, hai, nghĩa bà thọ theo đó sanh khởi tám chủng tướng khổ chuyển. Do hai chủng tướng hiển thị nghĩa không, một, nghĩa tướng xa lìa tự tánh bồ đạc giả la, hai, nghĩa tướng xa lìa tự tánh các pháp. Do hai chủng tướng hiển nghĩa vô ngã, một, đạo lý đại thừa, hai, đạo lý thành phần thừa. Đó là nghĩa tướng tự tánh bồ đạc giả la vô ngã và nghĩa tướng tự tánh các pháp vô ngã. Lại có hai giáo, một giáo vô thường, hai giáo vô thủy. Lại có hai chủng thông đạt, một thông đạt hữu vi giới, hai thông đạt vô vi giới. Lại nữa, do năm nhân duyên nên biết vô thường, tức là khổ. Một, do nhiếp thọ, đó là do các hành vô thường, đều là chỗ nhiếp thọ của thô trọng. Hai, do pháp tánh, đó là pháp tánh của các khổ như sanh. Ba, do đuổi theo, đó là ba khổ kia thường đuổi theo. Bốn, do nhân, đó là nhân tăng trưởng hành. Năm, do chấp trước, đó là sở duyên sự điên đảo. Lại do năm nhân duyên nên biết khổ, tức vô ngã. Một, vì lìa các hành khổ, ngã không thể có được. Hai, vì các hành khổ kia nương các duyên. Ba, vì vô tác dụng. Bốn, vì có sát na sanh thường tùy chuyển. Hai, năm, vì chuyển chuyển nương nhau. Hỏi, nếu nhiếp khổ đế đều là không khả ái, không khả lạc, là khổ, là tổn não, là trái hại chăng? Giả sử không khả ái, không khả lạc, là khổ, là tổn não, là trái hại, đều nhiếp thuộc khổ đế ư? Đáp, nếu không khả ái, không khả lạc, là khổ, là tổn não, là trái hại, nên biết đều nhiếp thuộc khổ đế hoặc có nhiếp thuộc khổ đế, mà chẳng phải không khả ái cho đến nói rộng, đó là trừ các hành nhiếp thuộc khổ khổ, các hành còn lại nhiếp thuộc hoại khổ và hành khổ. Hỏi, chư Phật Thế Tôn dùng tám chủng tướng để phân biệt khổ đế, chỗ gọi là sanh khổ, lão khổ, nói rộng cho đến được chung năm thủ uẩn khổ, trong đây bao nhiêu tướng hiển tánh khổ khổ, bao nhiêu tướng hiển tánh hoại khổ, bao nhiêu tướng hiển tánh hành khổ? Đáp, năm chủng trước hiển tánh khổ khổ, hai chủng giữa hiển tánh hoại khổ, vì ái biệt ly khổ là sự yêu thích đã được mà bị biến hoại. Vì cầu bất đắc khổ là sự yêu thích chưa được mà bị biến hoại. Một chủng sau cùng được chung là năm thủ uẩn khổ, hiển tánh hành khổ. Hỏi, nếu vô thường là khổ chăng? Giả sử khổ là vô thường chăng? Đáp, các khổ đều vô thường, có vô thường chẳng phải khổ, đó là đạo đế. Vì cớ sao? Vì đạo chẳng phải nhiếp thuộc thọ khổ, nên không phải khổ khổ. Đạo chẳng phải biến hoại thì sao có lúc biến đổi khiến phát sanh hoại khổ? Đạo năng khiến giải thoát tất cả tạp nhiễm phẩm thổ trọng, năng trái với tất cả sanh tương tục, cho nên cũng không phải nhiếp thuộc hành khổ. Hỏi, nếu vô thường khổ đều là không vô ngã ư? Giả sử không vô ngã đều là vô thường khổ ư? Đáp, các vô thường khổ đều là không vô ngã,
Có không vô ngã chẳng phải vô thường khổ, đó là ở khổ đế và tập đế có đầy đủ bốn chủng. Đạo đế có ba, diệt đế có hai, chẳng phải vô thường, chẳng phải khổ. Hỏi nếu vô thường khổ, do đều là vô thường nên là khổ ư? Đáp, hoặc vì vô thường hoặc vì tự tánh, đó là sở hữu hành khổ, hoại khổ nên khổ. Kia vô thường nên khổ, hoặc khổ khổ nên khổ, hoặc hành khổ nên khổ. Vì tự tánh kia, vì khổ tánh tổn não, vì khổ tánh dài dứt. Hỏi nếu là khổ đế cũng là tập đế ư? Giả sử là tập đế cũng là khổ đế ư? Đáp, các tập đế đều là khổ đế, và có khổ đế mà chẳng phải tập đế, đó là tất cả A-la-hán trong thành tịnh từng tục sở hữu tất cả pháp thế gian, hoặc thiện hoặc vô ký. Trong tất cả thần dị sanh, sở hữu quả dị thục như các pháp vô ký, các hành vô ký, tất cả sĩ dụng hiện tại phát sanh đồng hành, hoặc khổ hoặc vui, hoặc không khổ không vui, nên biết chỉ là nhiếp thuộc khổ đế. Hỏi nếu các pháp thế gian nhàm chán họa hoạn hậu hữu, năng trái lìa hậu hữu, dẫn đạo xuất thế, nhân duyên gì kia nhiếp thuộc tập đế? Đáp, tùy tự tánh kia nhàm chán họa hoạn, trái lìa hậu hữu, nhưng thần ngữ ý diệu hành lại năng thuận theo hậu hữu, cho nên cũng là nhiếp thuộc tập đế. Hỏi nếu hứa tất cả nghiệp phiền não hậu hữu do tướng nên đều nhiếp thuộc tập đế, duyên nào Thế Tôn chỉ thi thiết ái? Đáp, ái đây vì năng phát khởi sự níu giữ, vì năng phát khởi nghiệp, vì khắp các sự. Khi ái đầy sành khởi, năng phát khởi 15 chủng hồng nghĩa lợi. Khắp các sự như ái đây gọi là ái thuận hậu hữu, hoặc ái đồng hành hỷ tham, hoặc ái hỷ là kia kia, thì gọi là khắp các sự nên biết cũng vậy. Ái thuận hậu hữu lại có hai chủng, một duyên cảnh hậu hữu, hai là nhân hậu hữu. Ái đồng hành hỷ tham ở nơi cảnh giới vừa ý đã được, hoặc đang lúc thọ dụng phát khởi ái không muốn lìa, muốn tồn tại lâu. Ái hỷ lạc kia kia ở nơi cảnh giới mong cầu mà chưa được, phát khởi ái hoặc là hòa hợp, hoặc là không lìa, hoặc là tăng thêm. Hỏi nếu là ái cũng là thuận hậu hữu, đồng hành hỷ tham hỷ lạc kia kia ư? Đáp, nên tác bốn câu. Hoặc có là ái chẳng phải thuận hậu hữu, chẳng phải đồng hành hỷ tham, chẳng phải hỷ lạc kia kia, đó là mong cầu muốn chứng thượng giải thoát. Hoặc có thuận hậu hữu, đồng hành hỷ tham hỷ lạc kia kia mà chẳng phải là ái, đó là ái thuận hậu hữu, đồng hành hỷ tham hỷ lạc kia kia cùng phiền não tương ứng với sở hữu thọ tưởng tư vô minh. Tức ba ái đây là câu thứ ba, trừ tướng trên là câu thứ tư. Hỏi nếu ái thuận hậu hữu là ái đồng hành hỷ tham ư? Giả sử ái đồng hành hỷ tham cũng là ái thuận hậu hữu ư? Đáp, các ái đồng hành hỷ tham cũng là ái thuận hậu hữu, và có ái thuận hậu hữu chẳng phải ái đồng hành hỷ tham, đó là ái đồng hành ưu nhiễm ô, hoặc ái biệt ly, hoặc ái không hòa hợp. Hỏi nếu ái thuận hậu hữu cũng là ái hỷ lạc kia kia ư? Giả sử ái hỷ lạc kia kia cũng là ái thuận hậu hữu ư? Đáp, hoặc ái hỷ lạc kia kia cũng là ái thuận hậu hữu, hoặc có ái thuận hậu hữu chẳng phải ái hỷ lạc kia kia, đó là ái duyên cảnh hậu hữu cùng ái đồng hành hỷ tham. Hỏi nếu ái đồng hành hỷ tham là ái hỷ lạc kia kia ư? Giả sử ái hỷ lạc kia kia cũng là ái đồng hành hỷ tham ư? Đáp, nên tác bốn câu, đó là sở hữu ái ở nơi cảnh giới khả ái đã được ở quá khứ, hoặc lúc đang thọ dụng là câu thứ nhất, hoặc sở hữu ái ở nơi cảnh giới khả ái sẽ được ở vị lai chưa quyết định là câu thứ hai, hoặc sở hữu ái ở nơi cảnh giới đang được ở hiện tại đã quyết định là câu thứ ba, trừ chỗ có tướng trên là câu thứ tư. Hỏi nếu thành tựu thọ hệ buộc dục giới cũng thành tựu thọ hệ buộc sắc giới ư? Giả sử thành tựu thọ hệ buộc sắc giới cũng là thành tựu thọ hệ buộc dục giới ư? Đáp, nên tác bốn câu, hoặc thành tựu thọ hệ buộc dục giới chẳng phải thọ hệ buộc sắc giới, đó là sanh dục giới chưa đối trị kia để đắc sắc giới, hoặc thành tựu thọ hệ buộc sắc giới chẳng phải hệ buộc dục giới, đó là sanh ở sắc giới, hoặc thành tựu hệ buộc dục giới cũng là thọ hệ buộc sắc giới, đó là sanh ở dục giới đã đối trị kia để đắc sắc giới, hoặc đều không thành tựu, đó là sanh vô sắc giới. Lại sanh trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, việc làm đã xong, an trụ trong đạo xuất thế và diệt tận định. Như hệ buộc dục giới tác 4 câu so với hệ buộc sắc giới, như vậy hệ buộc dục giới tác 4 câu so với hệ buộc vô sắc giới. Hệ buộc dục giới cũng tác 4 câu so với không hệ buộc. Hệ buộc sắc giới tác 4 câu so với hệ buộc vô sắc giới. Hệ buộc sắc giới tác 4 câu so với không hệ buộc.
Hệ buộc vô sắc giới tác bốn câu so với không hệ buộc, để chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Hỏi các diệm dục cũng là dục tương ưng quá hoạn quá thất ư? Giả sử dục tương ưng quá hoạn quá thất cũng là diệu dục ư? Đáp nên tác bốn câu. Hoặc có diệu dục chẳng phải dục tương ưng quá hoạn quá thất, đó là hoặc sắc thành hưởng vị xúc không nhiễm ô hiện hành, hoặc ở nơi kia chẳng dụng công lực mà trụ an lạc vô tội, năng nhiếp thọ phạm hạnh. Hoặc có dục tương ưng quá hoạn quá thất chẳng phải diệu dục, đó là sắc thành hưởng vị xúc một hướng không khả ái, không khả lạc, không khả hân, không năng vui ý và phiền não dục. Hoặc có diệu dục cũng là dục tương ưng quá hoạn quá thất, đó là sắc thành hưởng vị xúc nhiễm ô hiện hành, một hướng khả ái cho đến vui ý. Hoặc có chẳng phải diệu dục cũng chẳng phải dục tương ưng với quá hoạn quá thất, đó là phiền não cùng với sự hẹp buộc sắc vô sắc giới. Thế Tôn đừng diệu dục đầy và dục tương ưng quá thất quá hoạn mà thuyết lời như vậy. Thang phân biệt hư vọng là dục của sĩ phu. Lại nữa, ái đây lược có hai chủng, một hữu ái, hai thọ dụng ái. Đây lại có hai chủng, vì ở nơi hoặc đã được hoặc chưa được mà có sự thọ dụng sai biệt. Lại vì ái đây có giới sai biệt nên có ba chủng là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Nếu người sanh ở dục giới thì cầu hậu hữu dục giới. Các sở hữu ái ở đây tức là hỷ ở nơi sự thọ dụng đã có được, hận đối với sự thọ dụng chưa được gọi là dục ái. Nếu người sanh dục giới hoặc đã ly dục dục giới sanh sắc giới, muốn hy cầu hậu hữu sắc giới thì các sở hữu ái ở đây tức là hỷ đối với đẳng trí sắc giới đã được, hận đối với đẳng trí các địa trên chưa được gọi là sắc ái. Như sắc ái thì vô sắc ái tùy chỗ thích hợp cũng vậy. Ái hậu hữu đây vì lấy thường kiến đoạn kiến làm chỗ nương nên kiến lập hữu ái và vô hữu ái, cho nên ái đây gọi là khắp các sự. Sao gọi là khi ái đây sanh, khắp năng phát khởi với năm điều vô nghĩa: một, khiến tùy miên bền chắc; hai, do truyền nên nhiễm não tất cả pháp tâm tầm sở; ba, khiến tâm tường tục ở nơi cảnh sở duyên tiền đảo mà truyền; bốn, khiến phát khởi thủ nhập lấy phiền não khác; năm, năng an lập tương tục của tự hoại của tự loại; 6. Khiến các pháp ác bất thiện chưa sanh, năng tùy thuận sanh khởi; 7. Khiến các pháp ác bất thiện đã sanh, năng tùy thuận tăng trưởng rộng lớn; 8. Năng chướng ngại khiến thiện pháp chưa sanh, chẳng được sanh; 9. Năng chướng ngại khiến quẻ mất thiện pháp đã sanh, chẳng trụ được tăng trưởng rộng lớn; 10. Vì khiến hành ác hại, nên kết tập hết thảy các khổ đi vào đường ác; 11. Vì hy cầu hậu hữu, nên kết tập hết thảy khổ sanh lão bệnh tử; 12. Năng khiến hữu tình sợ hãi niết bàn; 13. Năng khiến hữu tình đắm say sanh tử, tà chấp cho là sanh tử có công đức thù thắng lợi ích; 14. Như đối với sanh tử thì đối với cảnh giới cũng vậy; 15. Năng khiến hữu tình tư duy những điều hại mình, những điều hại người, như kinh đã rộng thuyết, cho đến thọ ái khiến phát sanh các tâm ỉu khổ.